Chào Ben. Bạn đang đợi ai đó ra khỏi mê cung sao? Ồ, bạn đã bấm về cho Kha à? Tuyệt. Bạn làm được rồi Kha. Bạn đã hoàn thành mê cung với thời gian kỷ lục. Chà chà, hình như có ai đó cần bạn giúp Kha à? Bạn nên về nhà ngay. Là Chet và Matilda. Ôi không, có người trộm đồ ở bãi biển sao? Hộp trái cây, bóng chơi biển, bóng chuyền và kho tàng. Ống nhòm của Chet sao? Ôi không, anh ấy cần chúng để tuần tra trên biển mà. Ai lại làm điều như vậy nhỉ? Là hải tặc sao? Nhanh lên! Xe tải tới giúp đỡ đây các bạn. Hai bạn hãy tuần tra ở bãi biển gần mặt nước. Còn chiếc xe tải sẽ cố tìm ra tên hải tặc bí ẩn. Không thấy hắn sao? Không có gì à? Có lẽ bạn cần chuyển quá chiếc xe tải à? Một siêu máy bay trực thăng, thật là tuyệt. Chà, bạn có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên đây. Không có ở đây. Cũng không thấy hắn ở dưới luôn. Chuyện này giống như đang tìm kho báu bị chôn cất vậy. Tên hải tặc dí đây rồi. Ôi không, hắn mắc cạn trên những tảng đá rồi. Làm sao để tới chỗ hắn từ trên đây? Hạ siêu máy bay trực thăng. Hắn sắp ngã. Nhanh lên siêu trực thăng, nếu không hắn sẽ rơi xuống nước mất. Ý kiến hay đó, hãy dùng máy ST-3000. Đừng lo hải tặc nhí, siêu trực thăng sẽ lo vụ này. Bắt được hắn ta rồi. Làm tốt lắm siêu trực thăng, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Tốt lắm siêu xe tải. Cảm ơn đã cứu hải tặc và củ cải của anh ấy. Anh ấy có thể dùng những đồng vàng này để làm kho báu của anh ấy trong tương lai.
cánh đẹp lắm kha. Bạn nên về nhà và xem có chuyện gì. Gary đang giao gỗ để giúp xây một đài quan sát. Hình như Gary đã làm rơi gỗ rồi. Bạn không nên lái xe lúc mệt mỏi. Các xe hơi không thể vượt qua những khúc gỗ. Bạn có thể làm gì không kha? Bạn có thể về những khúc gỗ này sao? Hình như chúng bị kẹt rồi. Ồ, chúng bị kẹt bởi keo. Có cách gì không, siêu xe tải? Chuyển hóa sao? Ý hay đó. Một xe ủi đất. Giờ bạn có thể nâng những khúc gỗ này lên. Tuyệt lắm. Siêu xe tải. Bạn cần phải đặt chúng vào thùng của Gary. Khoan đã, Bali, bạn có cách sao? Bali, bạn không thể ngừng nhào lộn phải không? Phải rồi, chúng ta nên đưa những khúc gỗ này tới công viên. Gary, bạn ổn chứ? Ôi không, những khúc gỗ lăn khỏi thùng xe của Gary rồi. Nhóc à, không sao chứ? Đừng lo nhóc, siêu xe tải sẽ đưa em ra khỏi đó. Đừng di chuyển nha, siêu xe tải sẽ dùng máy chiếu. Em không sao rồi nhóc à? Khoan đã, em không muốn xem đài quan sát mà Ben sắp dựng sao? Wow! Chúng ta đều biết, Miley không thể ngừng nhào lộn. Chào Ka và Massimo, một ngày thật đẹp để chơi bóng chuyền bãi biển. Ồ,
trận đấu thật nghiêm túc. Có người cần bạn giúp Kha à? Bạn nên về nhà ngay. Rocky và Rocky Nhí đang ở sân bay. Nhìn họ có vẻ hoảng sợ. Họ đang nhìn gì vậy? Ôi không, là Bab. Cô ấy đang bị một chùm bóng bay kéo đi. Cô ấy cách mặt đất quá cao. Chuyện gì nếu cô ấy bị kéo vào tòa tháp? Cô ấy cần bạn giúp Kha. Chú xe tải tới giúp đỡ đây các bạn. Là Bab. Cô ấy mang đồ phi hành gia sao? Bạn muốn giúp cô ấy bay vào mặt trăng bằng bóng bóng sao? Khoan đã, cái anten sắp ngã. Nhưng Bab vẫn đang bay đi. Rocky, di chuyển đi. Ôi không, em ấy cứng người rồi. Bạn muốn chuyển quá sao? Tuyệt, nhanh lên. Một chiếc xe tải gấp. Bạn nghĩ có thể bắt được nó sao? Rocky, nguy hiểm lắm, dừng lại. Ôi không, siêu xe tải, bạn thật tuyệt vời. Giờ hãy đưa Bab xuống đất nào. Nhưng làm sao đây? Tia laser. Chiếc xe tải chẳng phải là hơi nguy hiểm sao? À, tính bạn bộc phát quá. Nhưng mà nó hiệu quả. Cuộc chạy cứu hôm nay thật ngoạn mục, siêu xe tải à. Bạn đưa Bab vào chỗ này để cô ấy có thể nhìn bầu trời và tưởng tượng như đang ở trong không gian sao? Một giấc mơ thật ngọt ngào. Chào Dan, đang làm gì vậy? Hình như đang chơi vui hả? Chà, các bạn đang chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Thật là tuyệt. Chào Edna, cẩn thận với mấy khúc gỗ đó. Coi chừng Edna, trái cầu điện đang bay về phía bạn đó. Ôi không, trái cầu đã làm những khúc gỗ bốc lửa rồi. Và nó đang lan nhanh. Chỉ có siêu xe tải có thể giúp chúng ta thôi. Kha, tụi mình cần bạn. Billy hơi hậu đậu và anh ta làm cho công trường bị phát quả rồi. Nhờ bạn tới đó và giúp đỡ nào. Siêu xe tải,
lối vào bị cháy rồi. Bạn cần phải dập tắt nó trước nếu như muốn cứu những người bạn. Bạn sẽ chuyển hóa thành gì để làm việc đó đây? Một xe cứu hỏa. Ý kiến xuất sắc đó. Làm tốt lắm siêu xe tải. Nhưng nhanh lên, vẫn còn lửa ở bên trong. Tới chỗ cây thông Giáng sinh trước nào. Nếu không, để Giáng sinh sẽ tiêu mất. Làm tốt lắm. Có vẻ sắp ổn rồi. Edna, Billy, hai bạn không sao chứ? Khoan đã, Dan đâu rồi? Ôi không, anh ấy đây rồi. Và bị mắc kẹt trên cầu trượt. Bạn không đủ sức dập tắt lửa trên cầu thang rồi. Cố lên siêu xe tải, nghĩ cách đi. Phải, tới lúc sử dụng máy ST-3000 rồi. Bạn cần phải bay lên siêu xe tải. Lên và lên nào. Anh ấy đây rồi. Cố gắng không đến quá gần ngọn lửa và phun nước nào. Bình tĩnh nha Jen. Siêu xe tải đang dập lửa. Nó sẽ bị dập tắt ngay thôi. Dan, bạn ổn chứ? Mọi người ổn chứ? Làm tốt lắm siêu xe tải. Và bạn đã cứu được cây thông giá sinh. Giá sinh an lành nha mọi người. Cẩn thận quả quạng đó. Chào buổi sáng. Carrie, có gì mà vội vậy? Water chưa quay lại làm việc sao? Gì vậy? Ôi không, thật là bừa bộn. Mình nghĩ bạn cần giúp đỡ rồi. Chào Kha. Carrie cần bạn giúp. Water bị mất tích và cô ấy không biết anh ấy ở đâu. Siêu xe tải. Ha.
Tội nghiệp Carrie, cô ấy thật sự cần giúp đỡ. Mình nghĩ siêu xe tải có cách rồi. Một máy bay trực thăng. Thật tuyệt. Làm máy bay trực thăng có vui không? Wow, thật là đáng kinh ngạc. Giờ đi tìm Walter thôi. Hình như anh ấy không mở tiệm vỏ xe. Anh ấy có thể ở đâu? Walter cũng không ở công viên. Anh ấy ở đâu vậy? Trời đã, bạn nhìn thấy gì sao? Oh, Walter, hình như bạn đang gặp vấn đề. Walter à, bạn đang vội đến ăn tối cùng Carrie thì bị mắc kẹt tại cây cầu này sao? Ôi không, bạn nên nhanh lên siêu xe tải, nếu không Walter sẽ rơi xuống nước đó. Bạn nghĩ ra cách rồi sao siêu xe tải? Đúng rồi, máy ST-3000. Là một cái móc để kéo Walter lên. Để xem nó sẽ giúp bạn chúng ta như thế nào đây. Đừng lo Walter, siêu xe tải sẽ giúp bạn sớm thôi. Gần tới rồi. Đừng lo Walter. Được rồi. Thật là hú hồn. Làm tốt lắm siêu xe tải. Cảm ơn siêu xe tải. Hãy báo cho Carrie là bạn vẫn ổn Walter à. Hẹn gặp lại nha siêu xe tải. Carrie rất vui khi bạn vẫn an toàn, Walter à. Walter có quà cho bạn đây, siêu xe tải. Wow, cẩn thận Walter. Nguy hiểm quá. Hẹn gặp lại lần sau nha mọi người. Cảm ơn lần nữa nha Kha. Tạm biệt. Wow, thật là kinh ngạc. Hai chiếc xe nhào lộn. Ồ, có người gặp vấn đề. Chúng ta cần siêu xe tải. Carrie đã làm một chiếc bánh sô-cô-la xinh đẹp cho sinh nhật của Amber. Walter muốn đưa nó tới bệnh viện. Nhưng hôm nay quá nóng và nó sẽ chảy hoàn toàn trước khi cậu ta tới đó. Bạn phải cứu lấy bữa tiệc sinh nhật của Amber, siêu xe tải à. Cái bánh không được chảy. Hôm nay nóng không tưởng. Nhìn kìa xuống xe tải. Walter sẽ cho bạn xem cái bánh bắt đầu tan nhanh thế nào. Tao đưa nó tới bệnh viện đây. Thật sao? Bạn sẽ chuyển quá đúng không?
siêu xe lửa. Thật tuyệt vời. Walter, lấy cái bánh và đặt vào trong toa xe nào. Trong đó rất mát đấy. Được rồi, siêu xe tải. Tới bệnh viện thôi. Gì vậy siêu xe tải? Sao lại dừng lại? Ôi không, đường ray đang trong bảo trì. Chúng ta phải đi đường khác thôi. Ôi không, Walter quên mất nến rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Siêu xe tải, dừng lại. Anh ấy không nghe thấy rồi. Carrie, kiếm đường tắt để đuổi theo siêu xe tải đi. Ôi không, Carrie, coi chừng. Ôi không. Kha, thắng lại. Không được rồi, bạn phải thắng lại kịp lúc. Dùng máy ST-3000 đi. Đi nào. Thắng xe quá nhiệt rồi. Bạn phải nhả chúng ra. Ôi không. Phải, Gary an toàn rồi. Chúc mừng sinh nhật Amber. Ý hay đó, friend. Việc này sẽ làm họ thấy mát mẻ. Bạn lại cứu nguy siêu xe tải à? Cảm ơn rất nhiều.